Rani của ta rằng buồn nhân khen tăng lô ca sa ti. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh trường pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh địa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. Nan thì mê xà ra năng ảnh nhân sẵn khô mê xà ra năng hòa răng ê tê na sẵn cha văn chê na ô tù mê cha giá măng gà lăng. Chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng tăng già vô thượng chí tôn, chúng con quy ngưỡng một lòng y lời chân thật cầu mong an lành. Ua ta măng ghê na văn đề hăng sẵn khăn cha đu thô ta măng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tú tăng mà măng. Gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng, cúi xin thánh phạm tăng cho con sám tội ăn năn từ rài. Vành đa mi chê ti văn sầm băng sầm bát tha nê su ba tính thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thinh bùa tha ru băng sa ca lăng sa đa vành đa mi chê ti văn sầm băng sầm bát tha nê su ba tính thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bố thân bùa tha ru băng sa ca lăng sa đa văn đa mi chế tỳ văn sam băng sam ba tha nê u ba tinh thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bố thân bùa tha ru băng sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ xá lợi, kim thân Phật Đà, Bồ Đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu, trầm hoa cúng dường. Cha ra thầm mòm hi cha răng a na ti tô ya thi thầm mòm hi bia thân a na ti tô ma ra na thầm mòm hi ma ra năng a na ti tô sam bê hi mê bi ye hi ma na bê na na pha vi na pha vô kamma sa com hi kamma da ya do kamma yo ni kamma thu kamma pati sa ra no yang kammang ka ri sa mi kan ya nang wa ba ba kang wa ta sa da ya do pha vi sa mi e wang am he hi a phin hang ban cha quán khi tâm bằng bồ chê mi bồ thăng cụ su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tì gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tì quy na sa pha quăng bồ chê mi tham măng cụ su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tì gia y đăng mê ca vô ta tha gia tì quy na sa pha quăng bồ chê mi sáng khăn cụ su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phăng mi la gia tì gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tì quy na sa pha quăng.
Sambe santa ave ra hon kita hon tu ninh đúng kha hon tu âm gia ban cha hon tu đi kha hon tu đi kha yu kha hon tu adu ga hon tu sam ban ti hi sam minh chan tu sukhi an ta năng ba ri ha ran tu đúng khám ban ta cha ninh đúng kha phá dâm ban ta cha niệm phá gia so cam ban ta cha ni so ca hon tu sam bê bi ba ni no. U ca sa ma dân phần tê quy sùng rằng kha năn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dầm ti ma dân phần tê quy sùng rạc kha nán thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm ti ma dằng phận tê quy sùng rạc kha nắm thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch sư thanh tâm, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Con xin kính thỉnh sư thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Con xin kính thỉnh sư. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không Thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutichambi Buddhang saranang gacchami, Dutichambi Dhammang saranang gacchami, Dutichambi Sanghang saranang gacchami, Tati chambi buddhang saranang gacchami, Tati chambi dhammang saranang gacchami, Tati chambi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami,
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti yam pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti yam pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Duti yam pi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati yam pi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yam pi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tati yam pi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con xin hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Ti saranagahanang paripunang pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Bana ti ba ta we ramani sika padang samadhiyami. Adinna dana we ramani sika padang samadhiyami. Kame sumicca chara we ramani sika padang samadhiyami. Surame sura Musa Wada Veramani Sika Padang Samadhiyami Sura Meraya Machapam Ratana Veramani Sika Padang Samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta, quê ra ma ni si kha ba đăng ma di ya mi. A đình na đa na, quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Ca mê su mít cha cha ta. Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiyami Musa Wada Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiyami Surame Rayamat Chappamadatthana Vệ Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. Con xin vân điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất say. Ima nipanja sika pada nisa dukang tattva appamadena nicchakalang sammarakkhitappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vân giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile nasuminjanti sile la ugasambada sile sile nanipputinjanti tasma silang visothaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thú sa thú sa thú. Ua ta măng ghê na quan đê hăng. Ba đa băng sung qua rúa ta măng. Bùa thế vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng ma măng u ta măng ghê na quan đê hăng thầm măng cha đu quy thăng quá răng thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tú tăng ma măng u ta măng ghê na quan đê hăng Sang thanh cha đu vi thô ta măng Sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tú tăng ma măng. Dạ con,
Xin sư thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của tối hôm. Sappi tiyo vivacchantu sapparogo vinasato mate bhavatu antarayo sukhi diga yukho bhava abhivadana silisani chang vuttha bhajajino chattaro dhamma vathanti ayu vanno sukhang balang bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa buddha lupa vena sada sothi bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nuba vena sada sotti bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhamma nuba vena sada sotti bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sangha nuba vena sada sotti bhavantu te. Cầu xin cho tất cả rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sống đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo phái, đức của tăng, các lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính tham bảo cũng cho được thành tựu mỹ mãn cho mỹ mãn. Kính vị, một người đọc một bài kinh nhé, một bài kinh tùy ý ha. Bây giờ sư Xuân Phong đọc bài trước ha. Tại vì cái bài này trong thời Đức Phật có nhiều người nghe họ hiểu rồi họ đắc đạo quả, đó là năm điều quán tưởng. Mà đây cũng là một bài mà mình nghe xong á là mình phải thực hành đó, nó đi đôi với lại thực hành. Năm điều quán tưởng đó là Thế Tôn là dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua tranh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, tạo quả báo phân minh kết thành. Mình đọc cái bài kinh này đó, rồi mình nghiền ngẫm nữa ha, mình ngẫm rồi mình hiểu cái lý á, thì nó sẽ giúp cho mình có trí đó, mà thấy các pháp phủ vi, tức là thân tâm mình đó, nó là pháp vô thường, khổ vô ngã, và ta đi với nghiệp của ta. Đó, đây là sự lựa chọn của mỗi người. Thiện thì nó có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đó. Thì dĩ nhiên mình là Phật tử đó, mình phải chọn ta đi với cái thiện nghiệp rồi ha. Thiện nghiệp đó là từ bi hỷ xả, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ha. Phiền não đâu là bỏ đó. Dạ, kính lễ Tỳ Kheo Nguyên Thông. Bây giờ kính thỉnh sư đọc một bài kinh nha. Rồi để kính chúc đạo tràng thính pháp được an vui ạ. Mô Phật. Hello, dạ, kính chào Tỳ Kheo Nguyên Thông. Sư có nghe không ạ? Cho tín hiệu số 1 đi. Như vậy thì sư chưa có chuẩn bị rồi. Bây giờ mời quý vị tuần tự nha, giơ tay, mạnh dạn giơ tay, dành đi, mình dành giơ tay lên
đọc người một bài nhé. Rồi, sư khai mức bài cho đạo tràng. Rồi, sao sư thấy cũng ai giơ tay ha? Bây giờ sư kêu tên nha. Mời Tỳ Kheo Thông sẵn sàng chưa? Nếu không thì mời chị Diệu Lạc, Diệu Lạc đọc bài Hạnh Phúc Kinh. Xong rồi mời Diệu Pháp ha, Từ Bi Kinh. Rồi kính mời Tỳ Kheo Nguyên Thông ạ. Xong rồi. Rồi, trong khi chờ đợi sư đọc cái bài Hạnh Phúc Kinh ha. Hạnh Phúc Kinh, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả cấp Cua Độc gần thành Xá Vệ. Khi đêm gần mãn, có một vị trời dung sắc thù thắng, hào quang chiếu diệu, sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, cung kính bạch Phật bằng bài kệ rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tầm cầu mong đợi một đời sống an lành. Xin Ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Đa văn nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân thật là hạnh phúc cao thượng. Hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con, sở hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, giữ chánh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. Ly tâm niệm ác, chế ngự không say xưa, không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Đức cung kính nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa, ý kiến bậc sa môn, tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tự chủ sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Rồi, mời vị kế tiếp. Rồi, kính thỉnh Tỳ Kheo Nguyên Thông. Dạ, con xin đọc bài kinh Hạnh Phúc bằng tiếng Pali Mangala Sutta. Không biết quý vị nghe không? Ê văn mê su tăng ê căng sa ma văn phá gá hoa sa vạc thi văn vi ha ra thi chê ta va nê a na tha biên đi ca sa a ra mê a tha khô an nhà ta ra đê va ta a pi căng ta ya ra thi ya a pi căng ta va na kê và la ca păng chê ta va năng a pha se toa ye na pha ga wa te nu pa sang ca mi u ba sang ca mi toa pha ga quang tăng a phi va đề toa e ca măng tăng a tha si e ca măng tăng thi ta khổ sa đề ba ta pha ga quang tăng ga tha ya a tha pa si ba hu đề va ma nu sa cha măng ga la ni a chiên ta yun a căng kha ma na so tha năng pru hi măng ga la mu ta măng a se va na cha ba la năng păng di ta năng cha se va na pu cha cha pu cha ni ya năng e tăng măng ga la mu ta măng pa ti ru pa de sa va so cha bụp bê cha ka ta pu nya ta a ta sam ma pa ni thi cha ê tăng măng gà la mô tăng măng ba hụt sạc chăng
cha sĩ băng cha vi na yo cha chu si khi tô su pha si tam cha ya và cha e sang măng gà la mô ta măng ma ta pi tu pa tha năng pu ta đà ra sa sang ga ho a na ku la cha cầm măng ta e tăng măng gà la mô ta măng đà năn cha thăm ma cha ri ya cha nha ta ca năn cha sang ga ho a na va cha ni cầm ma ni e tăng măng gà la mô ta măng A ra ti vi ra ti pa pa ma cha pa na cha sam nya mo a pa ma do cha tham me so e tang mang ga la mu ta mang ga ra bo cha ni ba to cha sang tu thi cha ka tan nyu ta ka le na tham ma sa va nan e tang mang ga la mu ta mang khang ti cha so pa cha sa ta sam ma na nan cha da sa nan Ca lê na tham ma sa ca cha e tam mang ga la mu ta mang ta po cha prap ma cha ri yan cha ri ya sak cha na da sa nang ni ba na sa ki ri ya cha e tam mang ga la mu ta mang phu ta sa lo cha tham me chi tang ya sa na kam ba ti ya so kang vi ra chang khe mang ê tăng măng gà la mù tăng măng ê ta đi xa ni ca toa na sa pa ta ma pa ra chi ta sa ba ta so ti đa chăng chi tăng tê sang măng gà la mù tăng măng ti. Kính mời chư vị Phật tử lật và kinh lấy kinh từ bi, rồi sư sẽ đọc kinh từ bi rồi quý vị sẽ dò theo tìm ở chỗ nào sư đọc sai rồi chỉ sư. Sẵn sàng chưa? Nếu sách của sư là trang 25. Karani jamat thakusale na yang tang san tang padang apisamep chasako uchu chasu uchu chasu bacho samudu anatimani santu sako chasu faro chabakicho chasala hukavuti santing triyo chanipako chabagapo kule su ananugintho na chaku dang sama chare kinchi ye na vinyo pare upavade Yosukino va ke minon tu sabde sabta pha vang tu sukita ta ye ke chipa na phu ta thi ta sa va tha va ra va anavase sa di kha va ye mahang ta va ma chi ma ra sa ka anukathu la di kha va ye cha di kha cha du re va sang thi avi du re phu ta va sam pha ve si va sabde sabta pa pa sukita ta na paro parang nikup beta na ti manya ta kat ta chi nang kin chi ya ro sa na patika sanya nan nya manya sa du khe ya ma ta ya tha ni yang bu rang a yu sa e ka put ta ma nu rak khe e vam bi sap ba phu te su ma na sam pa va ye a pari ma nang me tan cha sap ba lo ka min ma na sam pa va ye a pari ma nang uộc thằng a thô cha chi ri danh cha sam ba đăng a vệ răng a sa ba tăng tiệt thanh cha răng ni xiên nô va sa dạ nô va gia va ta sa vi ca ta miết thô ê tăng sa tin a đi thay và prát mê tăng vi ha răng y tha ma hu niết thiên chẳng anu ba gam ma si la va đa sa nê na sam pan nô ca mê su vi nê je ghe thăng nay cha tu gặp pha se văn pu na rê ti ti. Xin thưa sư phụ, con đọc thêm được bài kinh từ bi, không biết chư Phật tử có ai dò theo để xem là con sai đúng chỗ nào. Xin chân thành cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Kính thưa sư phụ, con trao mai cho ngài.
Sao rồi mình im lìm mới vậy, không biết là có Nguyên Như không ở đây hay không? Nguyên Như con rảnh là con cầm mic lên coi con rồi con rất là tuyệt vời. Khi mà vừa nhắc con đó thì con đến là con cũng như là hạnh phúc của mọi người, hay con nhắc là con có mặt, nhắc là con có mặt. Nếu mà sư nhắc tiền có tiền vậy sư mừng lắm. Xin mời Nguyên Như con cầm mai nhé. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và dạ, con xin một lần nữa con chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy lớp không ai xung phong hết, thôi con xin dâng đạo tràng một bài kinh Đáo Bị Ngạn ạ. Pitipiso phagawa dhanaparami sampanno, pitipiso phagawa dhana upaparami sampanno, pitipiso phagawa dhana paramattha parami sampanno, pitipiso phagawa sila parami sampanno, iti piso phagawa sila upaparami sampanno, iti piso phagawa sila paramattha parami sampanno, iti piso phagawa nekkhamma parami sampanno, iti piso phagawa nánh khăm mà upa pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa nánh khăm mà pa ra mắt tha pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa bản nhã pa ra mi sam pan no iti pi so pha ga wa bản nhã upa pa ra mi sam pan no iti pi so phagawa banya paramattha parami sampanno iti piso phagawa viriya parami sampanno iti piso phagawa viriya upaparami sampanno iti piso phagawa viriya paramattha parami sampanno iti piso phagawa khanti parami sampanno iti piso phagawa khanti upaparami sampanno iti piso phagawa khanti paramattha parami sampanno iti piso phagawa sancha parami sampanno iti piso phagawa sancha upaparami sampanno iti piso phagawa sancha paramattha parami sampanno iti piso phagawa athanthana parami sampanno iti piso phagawa athanthana upaparami sampanno iti piso phagawa athanthana paramattha parami sampanno iti piso phagawa metta parami sampanno iti piso phagawa metta upaparami sampanno iti piso phagawa metta paramattha parami sampanno iti piso phagawa upankha parami sampanno iti piso phagawa upankha upaparami sampanno iti piso phagawa upankha paramattha parami sampanno iti piso phagawa dasaparami sampanno iti piso phagawa dasa upaparami sampanno iti piso phagawa
Da sa paramat tha parami sampanno. Đường tu bố thí đứng đầu, vì tha là tánh, vô cầu là tâm, không vì thương ghét sơ thân, bàn tay ban bố nào phân biệt gì, hy sinh ngoài vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp đồ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì, nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn, nuôi ý lực dưỡng tâm lành, các ý kiết phược phá thành mê si. Hy sinh ngoài vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp đồ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Xuất gia vốn hành ly trần, quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi, lợi danh quyến thuộc xa rời, độc cư thanh tịnh sống đời xả ly. Hy sinh tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp đồ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Đèn tâm trí huệ sáng ngời, bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn, phân minh thiện ác giả chân, điều hay chuồng học bạn lành tương tri. Hy sinh ngoài vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Chính do nghị lực tinh cần, vượt qua bị ái chứng thân đại hùng, kiên trì giữa cuộc lao lung, càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì. Hy sinh ngoài vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Đức tu nhẫn nại vạn năng, nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh, trong gai khéo tạo tâm thành. Xưa nay chuyện lớn, nguyện lớn hành trình gian nguy, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Thiện hiền chân thật khôn ngoa, quý gìn lẽ thật như là bảo châu, chân tâm ấy đạo nhiệm màu, nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Bởi do chí nguyện dẫn đường, đến nơi cứu cánh mà nương lối về, bờ kia là đạo bồ đề, tự lòng đã quyết bến mê phải lìa, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Hạnh lành từ ái bao la, chúng sanh bốn loại trang hòa tình thương, lòng như cam lộ suối nguồn, rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì. Hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. An nhiên hành xả giữa đời, khen chê đặng thất khổ vui thường tình, điều tâm giữ ý quân bình, trong cơn bạo loạn biết gìn chánh tri. Hy sinh ngoài vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá gì huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Chính trong bể khổ cuộc đời, đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân, ba la mật hạnh vẹn toàn, dám quên mạng sống quyết tâm thực hành. Nhờ ân thiện thệ cha lành, muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi. Dạ con xin kính mời vị kế tạc. Dạ Nguyên Như xin kính nhường mic lại cho đạo tràng. Nguyên Như sư xin có một cái bài học sớm mới đó, nói chung cũng hay, là chính pháp cần được sanh khởi, chính pháp cần được tác chứng vân vân. Những cái pháp này thì nó thuộc về cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, nó thâm sâu, lặp đi lặp lại nhiều thì có tác dụng tốt cho mình. Hồi nãy con đọc cái bài Dasa Parami đó,
là cái pháp mà vượt qua bên bờ bên kia, cái parami là vượt qua bên bờ bên kia, bờ bên kia là bờ giác ngộ, còn bên này là bờ, là chúng sanh, là bờ mà u mê. Thì mà đọc như con vậy là hay, rất là hay, là đọc bằng tiếng Pali. Mình đọc bằng tiếng Pali mình rất có phước báo, mình đọc bằng tiếng Pali nhiều nhiều chúng sanh nghe, chúng sanh chư thiên đó, giải xóa đều cũng nghe được, nghe được. Chư Phật từ những người đã nghe được đó. Tiếng Việt Nam, con đọc tiếng Việt Nam cho những người trong room này mà nghe mà hiểu, thành ra nó có nhiều cái lợi lạc. Thành ra cái chiêu này mà sư phụ Thanh Tâm mà đưa ra thì rất ư là hay. Thì nếu mà có người nào mà còn đọc nữa thì xin giơ tay lên, còn nếu không thì Nguyên Thông sẽ lặp lại cái bài học sớm mới mà mới học trong room lớp Buddha Dhamma. Nguyên Như con thấy sao con? Ok, vậy thì dư làm ha. Đây sớm mới này có học bài này là có chín pháp có nhiều tác dụng, có chín pháp cần phải tu tập, có chín pháp cần phải biến tri, biến tri liệu hết tất cả các nơi đó, có chín pháp cần phải đoạn trừ, có chín pháp cần chín pháp chịu phần tai hại, có chín pháp đưa đến thù thắng, thù thắng là giác ngộ, có chín pháp rất khó thể nhập, để giác ngộ thì đâu phải dễ nhập, có chín pháp cần được sanh khởi, chín pháp cần được thắng tri, có chín pháp cần được tác chứng. Rồi cái phần 8 này Đức Phật giảng dạy rằng thế nào là chín pháp cần được sanh khởi. Đó là chín tướng, cái tướng là cái kiểu, cái hình dáng, nó như thế nào đó. Tức là bất tịnh tướng, cái thân thể của người ta là những tính là bất tịnh tướng. Là tử tướng, là tướng mà sẽ sắp chết. Thực yểm ly tướng là cái thức mà yểm ly, chứ yểm ly tướng là cái yểm ly tức là rời xa, rời những cái sam sân si đó. Nhất thiết thế gian bất lạc tướng, nhất thiết thế gian tức là tất cả những gì thế gian đều là không có vui mà đều khổ cả. Vô thường tưởng tức là tưởng về cái vô thường. Khổ tâm tưởng tức là cái khổ tâm mình, mà cái sự hiểu biết sở tâm mình. Khổ tâm tưởng trên vô thường, vô ngã tưởng trên ngã, đoạn trừ tưởng vô tưởng, như vậy là chính pháp cần được sanh khởi. Bây giờ đó là liệt kê ra, nhưng mà bây giờ sư sẽ nói qua cái từng cái phần, là chính phần đó, để mà chúng ta có cái sự hiểu biết, để mà mình khi mà sống trong cuộc sống đó, mình gặp những điều đó, những cái điều nào đó nó nằm trong những cái điều đó, thì mình nhớ Thế Tôn đã dạy, mình nhớ Thế Tôn đã dạy thì mình làm theo lời của Thế Tôn, thì mình không vướng vào tham sân si, và nhờ vậy chúng ta có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chính tưởng đó là bất tịnh tưởng. Tưởng đây đó, cái tưởng này là tiếng Pali gọi là sanh nha. Sanh nha cái tưởng là gì? Cái tưởng này là cái tưởng tri đó. Tưởng tri là những cái biết mà mình đã biết qua. Ví dụ là mình từ đó giờ mình không biết con voi là gì, giờ mình thấy con voi nó có cái giò dài, có hai lỗ tai nó như cái quạt, đuôi nó như cái chổi, rồi bốn cái chân nó như bốn cái cột nhà lớn, đi ầm 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 đó. Mình thấy đó mình giờ con voi, đó là lần đầu tiên mình nghe nói vậy. Rồi ngày mai mốt mình thấy con coi như vậy, mình đã cái con voi này. Thì cái chính nhờ cái tưởng đó, cái tưởng tri mà mình đã thấy qua ngày hôm qua hôm kia, người ta đi chỉ mình đó, thì cái đó gọi là tưởng tri. Cái tưởng tri này nó đúng với thế gian, nhưng mà không chắc đúng với trong cái pháp siêu thế gian. Cho nên cái biết mà đã qua, tưởng tri là cái biết mình đã biết qua rồi, cho nên là nó thuộc về thế gian pháp đó. Bất tịnh tưởng tức là cái biết về cái 32 thể trược trong con người của chúng ta là bất tịnh. Tại sao bất tịnh? Tức là nó là nơi tập trung của những bệnh hoạn, rồi nó không được sạch sẽ, nó là trong cái thân thể của chúng ta là nơi tập trung những bệnh hoạn.
Nguyên Như nó là dưỡng. Thì hỏi nó thì là nếu mà trong cái thân thể của người ta mà đem thử máu, thử đờm, thử nước tiểu, thử phân, thử tụng lớn thì không có chỗ nào mà không bệnh, bệnh nhiều. Đó, thành ra tất cả những điều đó mà chúng ta không thấy cho đến mình cũng làm thí nghiệm thì mình sẽ thấy. Cho nên nếu là bất định tưởng là vậy, tử tưởng là tử tưởng là mình biết là tất cả chúng sanh là phải chết. Một người mà mới sanh ra đời là đã mang cái án tử hình rồi. Cái án tử hình đó có thể thực hiện vào ngày mai, hay là tuần sau, hay tháng sau, hay năm sau, hay là chục năm sau, năm ba chục năm sau, nhưng mà trước sau cũng chết. Thì đó là cái tử tưởng là mình phải thấy rõ biết gì đó. Thực yểm ly tưởng tức là thức ăn đó mà mình biết rằng mình ăn vô đó thì nó có những cái điều độc, nhưng mà nếu mình không ăn thì mình chết liền bây giờ sao, cho nên ráng phải ăn đó. Cho nên là không có cái gì mà sướng bằng như trên chư thiên không có ăn khổ gì hết đó. Còn mình ở đây là phải ăn. Nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, tức là tất cả những cái gì ở trên thế gian này, những cái pháp trên thế gian này không có pháp nào mà vui hết đó. Đức Phật giảng dạy rằng ngay cả cái hạnh phúc gia đình, cái vui trong hạnh phúc gia đình nó cũng là cái nguồn gốc của cái sự đau khổ. Tại sao cái vui nó không có dài, cái vui nó chóng tàn, ngày vui mau tàn mà. Đó. Đừng nói đâu xa, Như Nguyên Thông là cách đây năm con gái chết, cách đây là 20 mấy năm đứa con gái Úc chết. Đó. Rồi ngày tháng vừa rồi tới một người anh chết. Thành ra cái sự việc nó xảy ra đối với Nguyên Thông thì tất cả mọi người khác thì cũng có, hoặc ít hoặc nhiều, là không nói mà thôi. Cho nên Đức Phật giảng dạy rằng đi lấy một cái hộp mè mà ở cái gia đình nào mà có người chết đem lại, ngài sẽ cứu sống cái mạng của người nào mà bị mới vừa giết chết. Mà thật sự ra cái bà đó bà tìm đâu có ra, nhà người nào cũng có ai chết hết. Nam mô Bụt Thầy á, Tham Ma á, Nam mô Sang Nga á. Dạ con thấy hình như là sư Nguyên Thông bị té nữa rồi. Dạ bạch sư có nghe được con không ạ? Con nghe sư đang nói giữa chừng bị té rồi bạch sư. Nếu sư nghe giọng của Nguyên Như, sư có thể cho tín hiệu cho con. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con xin leo xuống để sư cầm mic ạ. Ok, thank you con. Tại vì cái mạng nó như vậy chưa bị, thành ra có nhiều người không phải Nguyên Thông mà độc quyền té, mà cũng có nhiều người té đó. Nhiều người té, người bên Việt Nam cũng té, mấy chỗ nát khác cũng té. Đó là dường như là cái bệnh của Po Thót. Nhưng mà vào lúc mà mình mới mở room đó, rồi mình nói đâu đó, chứ nói bây giờ khoảng chừng tiếng 2 tiếng nữa thì có lẽ là sẽ vững vàng. Mấy trong vòng 2-3 tuần lễ nay thì sư cảm thấy vậy, còn trước đó sư té liên chi. Ủa, Thi Lâm, con nghe nói là sư giọng nói sư nhỏ lắm hả con? Để sư coi cái. Wow, bây giờ như thế nào? How about now? Bây giờ thỏ thẻ hay là rỗn rãng? Ok.
Tại vì lâu quá rồi không 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 click vô chỗ cái microphone nó coi nó bao nhiêu. Bây giờ là tốt rồi. Ok, thăm cảm đạt. Ok, hồi nãy qua bên về cái bất tịnh tưởng, rồi tử tưởng, rồi thực yểm ly tưởng, rồi nhất thiết thế gian bất lạc tưởng. Cái này đã hay. Mình nên nhớ là nhất thiết thế gian bất lạc tưởng, tức là trên thế gian này có cái gì mà vui hết. Sư phụ, ngài Đức Phật Thích Ca giảng dạy rằng ngay cái hạnh phúc gia đình, ngay cái lúc mình đang hạnh phúc với vợ con, mình đang hạnh phúc với bầu mình cũng vậy nữa, thì chính cái đó nó cũng là cái khổ đó. Tại sao cái đó nó không bền? Mới đây bồ như thế này, mới vợ con thế này, nay mai mình thấy là người đó ngoại tình, hoặc là nay mai người đó bệnh chết. Thành ra tất cả những điều đó không phải sư quẩy, không phải vậy, nhưng chịu sự việc đó có thể là như vậy. Cho nên trên trần gian này không có cái nào mà lạc hết, tất cả đều là không tốt. Dạ bây giờ xin trao vai là cho Nguyên Như cho con, để con mời giảng sư. Ok, cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Mời Nguyên Như cầm mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin một lần nữa kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ giảng sư Pháp Tính vừa mới vào room, con xin kính lãnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị lắng lòng thanh tịnh để mình nhau thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa Brahma cha loka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra chak kha cha ti ka de se tu tham mang anu gam bi mang ba chang san tham ma phê rinh quỷ nhà danh cha ca văn su tăng cha bành thân a phi thầm ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu sanh cha đăng đăng ba bố tha này dê ba ri sa và manh chê ê văn xà hầm bà ti brahma phá gá văn a gia cha tha tuân hi phà huệ na tăng buôn thô ca ruôn nhê na thi hoa sa gia tân ha vu tha gia ba đê na mi ga đa dân ta tô ga tô ban cha vắc gia đa vô nê ye a măng ba ye si tham ma tô ta to ba phu thi sam bu tho anu na tham ma de sanang ma kha wa sa ni de se si sat ta nang at tha sit tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sanang sắp ba di tha pa ri sa ya anu cam bam bi ca ta quê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhắm lời nhưng chẳng gì hơi
quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngài ơi trường sang, thuyết pháp độ các hàng đệ. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới với thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi những cớ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chôn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh pháp sư Pháp Tính tên để giảng cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lễ đến thượng tọa Tịnh Tâm cùng chư tôn đức tăng. Hãy kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ và sa thú đành thai. Hãy kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi trở lại đạo tràng thì chắc giảng một hai ngày nữa ở lễ dân y nữa rồi. Bây giờ thì thôi tới đâu rồi tính tới đó. Bây giờ thì hôm nay chúng tôi cũng tiếp tục giảng về cái phần Sushikito, có nghĩa là khéo trong các nghề nghiệp hay là điêu luyện. Thì ở trong cái phần này là có cái lực của cái người cư sĩ, có nghĩa là cái lực của người tại gia, cái miếng đá giá của người tại gia, có nghĩa là lực của người tại gia. Thì trong cái lực của người tại gia là có cái điều là nên tránh và cái điều nên làm. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục cái điều nên tránh, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm, nói dối, uống rượu. Kỳ trước thì chúng ta đã nghe phần sát sanh và trộm cắp rồi, bây giờ hôm nay thì đến cái phần dâm. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời pháp, xin thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apikwa demi sokato bhagavata thammo thammang namassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghang nammāmi lô cát sát na thằng quá nó mút tâm mà hằng bút thành chắc tâm mạnh chắc bát nà mà mỹ sanh khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, ở trong cái phần ngày hôm nay chúng ta học là tiếp theo những cái kỳ trước nói về cái người cư sĩ, cái người cư sĩ, cái lực quý nãi giác của người cư sĩ là có những cái điều nên tránh và có những cái điều nên làm. Vậy thì cái điều nên tránh tiếp theo ở đây mình tránh cái gì? Tránh sát sanh. Sát sanh thì quý vị biết rằng nó đem đến cái yểu thọ rồi, cái yểu thọ. Rồi trộm cắp thì nó cũng đem đến cái sự không có
không có cái sự tin tưởng. Vô vô em, ủa nay chị không đi làm hả? Dạ. Rồi giờ chị gỡ tiền hả? Dạ. Dạ. Gỡ làm sao ta? Vậy thì chị cúng từng thất, một từng thất, chị này là chị thứ hai. Dạ. Thứ ba. Thứ ba thì không tính. Không tính. Dạ. Thứ tư là hai kỳ. Dạ. Chị gỡ luôn được đó hả? Chưa muốn sao con nói với mà chị gỡ luôn được cũng được, hay là chị đưa kỳ này không cũng được? Thứ như là coi như là thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Dạ. Dạ, bốn kỳ. Bốn kỳ. Tới thứ bảy thì con nói con cứ làm sao. Dạ. 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 À, quý vị nghe quan hệ nha, chờ chúng tôi chút xíu. Chị cúng một ngày ăn vậy là tùy theo chị cúng, chị cúng một ngày ăn gì bao nhiêu cũng được. Thì thường mình đi chợ là bao nhiêu? Bây giờ chị cúng một ngày 500 ngàn nghĩa. Dạ. Dạ. Ngày 4 kỳ. Dạ. Ngày 2 triệu ha. Dạ. Rồi. Chị nhớ rồi. À, cái này hồi hướng phước đến ông Nguyễn Quang Hai ha. Dạ. À, rồi. Có phải nhận hết, có thể tủ được rồi. Mình hồi hướng rồi. Dạ. Ngồi nghe gì? Quý vị nghe gì à? Quý vị nghe. Dạ, bây giờ thì chúng tôi tiếp tục. Đối với cái sát sanh là coi như là đem đến yểm thọ rồi. Còn trộm cắp á, thì coi như là cái quả báo nó làm cho mình sanh ra ở đời lúc nào cũng bị thiếu thốn, hoặc là bị người ta nghi kỵ, hoặc là có nhiều cái chuyện mà không phải là do mình làm mà cũng bị người ta đổ thừa. Bây giờ thì mình học về cái tà hạnh trong các dục. Tà hạnh trong các dục có nghĩa là tà dâm. Thì ở trong kinh nói quý vị, đối với những cái nghiệp tà dâm là nó cũng tàn phá cái chúng sanh đó một cách khủng khiếp. Nó có nghĩa là người đó sau này, nếu mà người nào mà phạm vào cái nghiệp tà dâm đó, thì mà khi mà sanh lại làm người á thì luôn luôn á làm bị đủ thứ cái chuyện hết, bị đủ thứ cái chuyện hết. Ví dụ như bị người ta vu oan, hoặc là bị người ta ghét, đó là ở trong kinh nói là cái điều đó nó là nhẹ đó, cái điều đó rất là nhẹ. Nhưng mà ở đây thì quý vị biết rằng là đối với cái chúng sanh phàm phu, khi nào mà mình chưa có chứng đạt A La Hán, hoặc là khi nào mà chúng ta không có tu tập, thì những cái điều này nó sẽ rất là dễ để mà chúng ta bị vướng vào. Tại vì chúng ta sanh ra ở trong cái cõi dục và chúng ta không có khéo, nói chung là mình không khéo hộ trì các căn, mình không khéo tu tập, thành ra nó rất là dễ bị phạm vào cái điều này. Quý vị biết rằng tiền thân của ngài Ananda, tiền thân của ngài Ananda là ngài cũng bị về cái nghiệp này,
ngài cũng biết về cái nghiệp này. Mà cái lúc mà được kể lại á, rõ nhất là kể lại rõ nhất là trong cái thời, trong một cái kiếp đó đó, tiền thân của ngài Ananda là một cái người con tên là Rucha. Thì cái người con gái này á, con của vua nha quý vị, mà quý vị đừng có tưởng cái nghiệp tà dâm mà sanh lên làm con vua đâu, nó cũng trải qua rất là nhiều kiếp, thì cái câu chuyện nó được kể lại là như vậy. Cái nàng Rucha là con của một cái vị vua tên là Angati. Cái vị vua này á, là quý vị biết rằng là theo tà kiến, là không biết quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không. Cái vị vua đó theo cái nghiệp tà kiến, là tại vì quý vị biết rằng cái thờ đó, dạ cảm ơn quý vị, cái thờ đó đó là những cái tà thiết của ngoại đạo rất là hay đến nỗi mà quý vị biết rằng là vua mà còn tin theo nữa, là vua còn tin theo. Thì cái ông vua này đó, ông tin theo cái loại mà tà kiến mà vô quả kiến, là có nghĩa là có cái hành động chứ không có cái kết quả đó. Thì cái người con gái này nè, cái người con gái này á, là có một cái thiện nghiệp là dư sót, là nên nàng nhớ được, là nàng nhớ được là sáu kiếp ở gần đó. Thì quý vị, thì cái câu chuyện quý vị thấy rằng á, cái người con gái này có người cha mình làm vua, mà cha của mình á làm vua mà tin theo ngoại đạo, mà ngoại đạo á thì nó nói rằng là không có cái kết quả, là có nghĩa là theo cái thuyết mà quả kiến đó đó. Thì cái ông vua này ông tin theo cái thuyết đó, nhưng mà ông có cái người con gái, là cái người con gái của ông á là coi như là nhớ được là sáu cái kiếp sống quá khứ của mình. Thành ra đó là cô mới kể lại cho cha là cô nghe. Thì cái tiền thân của cái người con gái này á, ở trong cách đó đó sáu kiếp đó, là một cái người con trai, là một cái người nam, phải nói là bảnh bao, đẹp trai, con của một người thợ bạc, rất là giàu có. Do cái sự mà giao du với những người bạn xấu, nên cái người con trai này nè đã có những cái tà hạnh với đủ thứ hạng người nữ ở trong thời đó. Thành ra đó, khi mà cái nghiệp đó dẫn cho cái người này rơi vào khổ cảnh, có nghĩa là suốt một cái thời gian rất là dài rơi vào ở trong địa ngục. Rồi từ khổ cảnh á, mà sanh lên như vậy đó, thì cái người con trai đó là quý vị biết rằng là khi mà thoát được cái cảnh địa ngục rồi đó, thì người con trai đó sanh lên làm những cái loài súc sanh. Bởi quý vị biết không, làm cái loài súc sanh đó mà toàn là làm loài mà bị thiến, toàn là làm cái loài bị thiến quý vị. Có nghĩa là làm con trâu để kéo cày. Con trâu đã kéo cày nó cực rồi, mà còn bị người ta thiến nữa. Người ta thiến là để dành sức khỏe cho con trâu đó, nó tăng bội phần lên để mà nó kéo cày cho người ta. Thật sự ra đó, chúng tôi nghe những cái điều này á, chúng tôi thấy rất là mình nghe khi mà mình hình dung ra đó, mình chưa có thấy đau lòng. Mà trong cái lúc vừa rồi á quý vị, chúng tôi coi lại những cái video clip mà ở trên mạng á, quý vị biết rằng á, đừng có nói đến cái sự thiến quý vị. Có một cái thời gian ở bên Việt Nam á, người ta tin
theo cái thương lái của Trung Quốc, người ta bán cái móng trâu. Nhà người ta bán cái móng trâu, quý vị biết không, trong cái thời gian đó là những cái nhà nào mà người ta có trâu á, quý vị biết không, người ta cột lại, là người ta lấy đục, lấy đồ, người ta lấy cái móng của con trâu, lấy cái móng của con trâu mà bán cho thương lái Trung Quốc. Đến nỗi mà nhà nào á, mà có trâu ở trong nhà đó, ở ngoài chuồng á, ở ngoài chuồng á, quý vị biết á, nếu mà mình không lấy á, thì coi như là tụi trộm cắp mà côn đồ nó vô nó chặt cái chân con trâu, nó chặt cái chân con trâu để mà nó lấy cái bán. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng chiếu lên nhìn cái cảnh ở đồng quê á, con trâu mà nó có bốn cái chân, mà quý vị biết giờ mình tháo móng nó ra rồi thì nó đứng ở dưới cái cỏ đó, sao nó đứng nổi, quý vị, cái thân nó nặng, đang ta nói nó trâu, cái thân nó nặng như vậy đó mà móng đã bị lấy đi hết rồi, rồi có con đó là bị chặt đi luôn. Rồi quý vị biết rằng là nguyên một cái vùng đó là coi như là tối ngày là người ta cứ ăn ở không, là người ta cột cái chân con trâu, cột vô cái những cái cọc bằng tre đó, rồi người ta cứ ngồi, người ta đục nó lấy cái móng đó. Rồi còn có nhà nó thì làm không kịp á, thì bị những cái tên trộm á, nó vô nó chặt cái chân của con trâu để nó lấy cái móng của con trâu. Thì quý vị nhìn cái cảnh mà con trâu mà nó đứng, trời ơi, cái thân nó nặng như vậy mà bây giờ móng không còn để mà đỡ nữa, rồi thì cái da nó những cái chỗ đó nó chưa lành, quý vị biết rằng nó đứng mà mình nhìn một chút là nó quỵ, đứng một chút là nó quỵ, nó quỵ chân xuống. Thì coi như một thời gian sau á, là quý vị thấy rằng là ở cái ngành nông nghiệp á, là coi như là không có thức ăn để mà ăn, có nghĩa là trâu nó đâu có cày được, mà thành ra mất đi cái nguồn thức ăn. Nhưng mà rồi quý vị biết rằng tự nhiên coi như là lâm vô cái cảnh đói nghèo, thay vì mình để cái con trâu nó cày được mấy mùa, còn này bán lấy được con lần tiền, thì phải nhìn tới mấy kỳ sau lận. Thành ra quý vị rằng đối với cái người mà ở cái những cái vùng mà nó phải nói rằng là mình ít có được học, mà ít có được học á, thành ra mình tính toán không kỹ, vì chúng ta thấy rằng những người đó người ta tính toán không có kỹ. Thì gác qua cái chuyện đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là mình nhìn cái người ta lấy cái móng ở dưới chân của con trâu như vậy đó, mà mình nhìn mình đã ớn rồi, thì đừng nói chi là thiếu. Thì cái trở lại với cái câu chuyện này á, thì quý vị thấy rằng cái người con gái này đang kể cho cha mình nghe, chính bản thân của cô ta là do ở trong quá khứ, là ở trong quá khứ có cái hạnh tà dâm, là lúc đó là người con trai đẹp trai đàng hoàng, rồi tà hạnh hết cô này đến cô kia. Do vậy mà sau khi mạng chung sanh xuống địa ngục, rồi khi mà ở địa ngục sanh lên thì sanh lên làm cái loài thú, mà hết làm trâu bị thiến, rồi làm con lừa cũng bị thiến, rồi làm khỉ cũng bị thiến, rồi sau đó mới lên cái người lưỡng tính, sanh lên làm cái người lưỡng tính. Rồi khi mà làm cái người lưỡng tính như vậy đó, rồi phải trải qua mấy cái kiếp làm người nữ nữa, mấy kiếp làm người nữ nữa, rồi sau đó đó, sau một thời gian nữa thì mới được sanh làm cái người nam, sanh làm cái người nam. Thì quý vị biết rằng đó là cái tiền thân của Ngài Ananda Đạt, thành ra đó trong cái đối với
Thật ra đối với cái hạnh nào, cái những cái nghiệp nào mình nhìn nó cũng thấy tàn khốc. Người sát sanh thì nó cũng tàn khốc, mà trộm cắp thì nó cũng tàn khốc, đối với tà dâm thì nó cũng tàn khốc. Thành ra đó, những cái điều này là cái điều nên tránh của cái người cư sĩ. Rồi tiếp theo thì nói về cái lời nói dối. Cái lời nói dối thì quý vị thấy rằng nếu mà mình nói dối mà nói dối mà nặng quá thì nó rơi vào khổ cảnh. Còn mà mình nói dối mà nó chưa đưa đến cái quả ác nghiệp á, thì nếu mà sau này mình có sanh lại làm người á, thì cái nét mặt của mình là nó xấu, là cái nét mặt của mình nó xấu. Và khi mà mình cái lời nói của mình ra đó, mà người ta không có nghe, là người ta không có nghe quý vị, hoặc là cái âm thanh đó, nó không có tác động đến cái người nghe được đó. Thành ra cái quả mà nhẹ nhất là của cái lời nói dối. Còn cái quả mà nặng á, của lời nói dối đó, nó cũng làm cho cái người đó rơi vào khổ cảnh nha quý vị. Có nghĩa là quý vị biết rằng ở trong kinh của chúng ta đó, ở trong kinh của chúng ta có một cái thời gian là quý vị biết rằng có những cái người thiện nam, người ta tu tập rất là đàng hoàng, người ta tu tập rất là đàng hoàng. Rồi những cái bọn mà quý vị biết bằng những cái bọn mà nó cờ bạc á, những cái người mà nói chung là những cái người xấu á, họ nhìn những cái người này á, rồi họ thấy những người này tu tập quá đàng hoàng, rồi họ thấy những cái người họ nói chung là do cái bọn này là nó vừa du côn mà nó vừa không có niềm tin nơi tam bảo, vừa du côn mà vừa không có niềm tin nơi tam bảo. Thành ra lúc đó họ ghét cái người tu á, mà họ thấy những người chồng á tu tập đàng hoàng, rồi cái người vợ á thì coi như là cũng là một cái người mà đoan trang mà hiền lành. Thành ra đó quý vị biết ra lúc đó cái bọn du côn này á, mà nó vừa du côn mà vừa tà kiến, mà họ vừa có tiền, thành ra họ mới ra giá đó, họ ra giá cho những cái người du côn trong đám họ đó, là ai á mà làm sao á mà dụ được cái người vợ của một cái anh chàng mà đứng đầu ở trong cái nhóm đó, mà thực hiện cái tà hạnh, được á, thì họ thưởng cho một cái số tiền rất là lớn, thì trong cái đám du côn đó cũng có một cái anh chàng đó, ảnh ra đủ mưu kế để mà ảnh dụ cái người phụ nữ đó. Thì dụ những lần đầu không được, những lần sau này thì cái người phụ nữ đó cũng siêu lòng. Thì khi mà siêu lòng rồi thì quý vị thấy rằng bên cái đám mà họ du côn, mà họ vừa du côn vừa tà kiến vừa có tiền thì họ phải trả cái tiền thưởng mà họ đã tuyên bố ra. Khi mà họ trả cái tiền thưởng ra rồi đó, thì họ coi như là họ tức. Họ tức đó, họ mới đi đến nói với cái người chồng của cái cô đó. Khi mà cái người chồng của cô đó nghe rồi á, thì quý vị biết rằng á, người chồng cô đó mới về hỏi là em có làm như vậy không mà người ta nói như vậy. Thì cái cô này cổ mới quyết lòng cổ cãi, cổ chối, quyết lòng cổ nói dối mà quý vị. Thì lúc đó cổ nói dối gì đó thì cổ cộng thêm là muốn cái người chồng của mình tin. Thành ra cổ thấy cái con chó đó nó đang đứng ở gần đó, thì cổ mới nói dối là cổ không có,
Mà nếu mà cổ có thì xin cho cái con chó này nó sẽ cắn cổ chết. Là con chó này nó sẽ cắn cổ chết. Thì lúc đó quý vị biết rằng cái người chồng là thủ lãnh của 500 cái người giàu có ở trong cái thành đó nữa. Thành ra họ nghe cái anh này, anh nghe vợ nói vậy rồi anh mới đi đến, anh hỏi 500 người phụ nữ còn lại. Thì 500 người phụ nữ còn lại thì quý vị biết rằng cũng binh chủ nhân của mình, cũng binh chủ nhân của mình. Thành ra quý vị biết rằng 500 cái người đó đó cũng thề luôn, nói không có, cổ không có làm gì, cổ không có làm gì. Nếu mà chúng tôi mà nói dối thì chúng tôi sanh ra đời kiếp kiếp là sẽ làm nô lệ của cổ đó. Thì quý vị biết rằng do cái lời nói dối đó mà nói giống như là thề vậy đó, giống như là thề thốt. Thành ra đó, sau khi thân hoại mạng chung đó, thì cái người mà chủ mà đứng ra thề đó, là coi như là quý vị biết rằng là cũng sanh ra là một cái nàng, mà gọi là một cái nàng giống như là dạ so mà ở ngoài một cái quan đảo. Dạ so ở ngoài một cái quan đảo. Rồi ban ngày á thì sống làm cái kiếp mà giống như là một cái loài dạ so mà được mà hưởng phước ở trong một cái tòa lâu đài. Nhưng mà hãy mà đêm xuống á là bị cái con chó đó, nó đến nó vồ, mà nó vồ nó ăn thịt. Rồi nó vồ nó ăn thịt vậy đó, rồi thương tích đầy mình, rồi dẫn đến chết. Chết rồi cũng tái sanh lại làm một nàng dạ so ở trên một cái quan đảo đó. Còn 500 cái người nữ đó đó thì coi như là cũng sanh lên làm nô lệ cho cái người đó luôn, nô lệ cho cái dạ so nữ đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là chúng tôi ở đây muốn nói rằng là đối với cái nghiệp mà nói dối thì nó cũng rất là nhiều. Mà thì đó là nói về cái câu chuyện ở trong kinh điển. Còn quý vị biết rằng ở trong thời nay là những cái người mà nói dối nó nhiều lắm quý vị. Chúng tôi gặp thật sự ra ở xung quanh, ở ngay chỗ chùa chúng tôi có những người quý vị biết không, họ cờ bạc, họ cờ bạc đủ thứ chuyện hết. Rồi mà họ nói dối, mà quý vị biết rằng họ nói dối mà mình nghe là mình biết liền, mình nghe là mình biết liền. Mà bây giờ nó mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng mà quý vị, mình rất là khó. Mình nhìn những cái cảnh đó thì thật sự ra mình thấy đau lòng thôi, chứ mình rất là, mình cũng không biết làm sao để mà mình nói được họ. Quý vị biết rằng cũng như chúng tôi thật sự ở trong chùa, chúng tôi sợ những cái chuyện mà thí dụ như cái tháng 7 á, cái tháng 7 mà phát gạo đồ này kia. Thật sự ra chúng tôi biết là những vị ở trên ban thót này, nói chung là những người ở nước ngoài hoặc là những người có tiền ở trong nước, quý vị nghe đến những cái câu mà phát gạo cho người nghèo á, chúng tôi biết quý vị rất là thích. Chúng tôi biết quý vị rất là thích. Ví dụ như giờ chúng tôi thuyết pháp ở trong cái lớp học này, ở trong cái room này, mà đến tháng 7 âm lịch mà chúng tôi vận động quý vị, chúng tôi vận quý vị là quyên góp tiền nha, quyên góp tiền người mấy chục ký, người mấy trăm ký gạo để phát gạo vào lúc gần thật. Là chúng tôi biết, chúng tôi biết quý vị là sẽ ủng hộ liền, là coi như là người gỡ về một chút đỉnh liền, một người gỡ về một chút đỉnh liền để cho chúng tôi làm ở trong cái tháng 7 đó. Nhưng mà tại sao mà chúng tôi không làm? Đâu phải là con người chúng tôi, nó đâu phải là con người của chúng tôi, đâu phải là cái người mà ham ăn hoặc là cái người mà
không có tâm từ, không có tâm bi quý vị. Nhưng mà quý vị biết cái mùa đó mà phát á, quý vị biết rằng là hình như là 80% toàn là cái người nói dối, toàn là cái người nói dối ở trong đó không. Nói dối để có tiền đánh bài, nói dối để có đánh đề, nói dối để có tiền uống rượu, đủ thứ chuyện hết, 80%. Thì quý vị thấy rằng ở trong, thật ra ở trong cái thời buổi này, nhiều khi quý vị mà những cái người đó đừng có nói cơm ăn, người ta chỉ vô người ta quét chùa, người ta vô người ta quét chùa hoặc là ta dọn dẹp sơ sơ thôi, cũng có cái chỗ ăn, cũng có cái chỗ ở, nhưng mà họ không có làm, không có làm. Thành ra đó, có nhiều người ta nói rằng là tại sao mà ở trong chùa nơi chúng tôi ở không có phát gạo. Tôi nói quý vị biết rằng khi mà mình làm cái điều đó rồi á, ví dụ như quý vị nói rằng là quý vị phát một ngày ở nhà, một tuần lễ đó họ vô họ quậy bánh cái chùa luôn. Có nghĩa là họ vô họ nằm giật dừa ở đó, họ kêu cho gạo đi đồ này kia. Thì quý vị biết, quý vị chúng tôi nói với những người ở chùa kể, họ ngồi đó họ nằm đó nằm, nhưng mà chút là chúng tôi biết là 2 giờ đến 3 giờ là họ sẽ rút hết. Cái ở chùa nói mấy sư ở chùa hỏi sau chúng tôi biết 2 giờ tới 3 giờ chiều là họ rút hết. Chúng tôi nói là 4 giờ xổ số, là 4 giờ xổ số họ coi như là 2 giờ hoặc là 3 giờ là họ rút hết. Không có lo. Quý vị biết cái giờ đó họ đi chạy chỗ khác họ kiếm tiền. Họ kiếm tiền để đánh đề, gần tới giờ rồi, gần tới giờ xổ số rồi. Thành ra họ vòng đó, thành ra quý vị biết không? Thường thường á, khi mà chúng tôi á vào cái mùa đó đó, chúng tôi khổ lắm. Chúng tôi phải coi như là mình phải khóa cửa ngoài, khóa hết ổ khóa ở ngoài. Có nghĩa là mình vô trong phòng, nhưng mà mình ở trong phòng, nhưng mà mình khóa ổ khóa ngoài để cho họ đừng có kêu cửa mình nữa. Đó, mà những cái mùa đó quý vị biết rằng là phải 2:30 chúng tôi mới ngủ. 2 giờ trưa mới được nghỉ trưa tí xíu, là có nghĩa là họ cứ gõ cửa riết. Thì chúng tôi nói với những người ở chùa là chừng 2 giờ là họ rút đi hết. Tại vì 2 giờ là họ phải chạy chỗ khác, họ chạy chỗ khác, họ tìm đủ cái số tiền họ thiếu cái người chủ đề đó, rồi họ trả rồi họ mới được đánh cái mớ. Thành tới cái giờ đó là họ đi. Thành ra đó, quý vị biết đó, chúng tôi không phải là chúng tôi không làm từ thiện. Có những người ta gỡ về, chúng tôi để ở đó, phân chia ra được bao nhiêu phần, rồi chúng tôi nhờ người. Thì những người công quả ở chùa rất là nhiều, quý vị biết chúng tôi làm ra từng phần như vậy đó, rồi chở tới tận nhà, cái nhà của người đó nghèo. Chúng tôi biết được có những cái gia đình họ rất là nghèo, họ nghèo thiệt tình, là do đâu quý vị? Do thiếu. Hồi xưa đó, chúng tôi biết những người đó chúng tôi kêu bằng bác, kêu bằng ông, kêu bằng, rồi họ coi như là quý vị biết rằng họ hồi xưa thì cái thời họ cái thời mà chúng tôi còn mười mấy tuổi thì chúng tôi biết là những cái người đó do họ không có tính toán, họ như là cái số họ số nghèo, thành ra họ làm lụng là vừa đủ ăn thôi, rồi dần dần thì đâu còn sức khỏe quý vị, dần dần đâu còn sức khỏe nữa. Thì hôm nay là lúc đó chúng tôi mười mấy tuổi, giờ chúng tôi mấy tuổi rồi, là quý vị biết rằng là 30 năm rồi thì họ làm gì còn sức khỏe đó, ăn thì không đủ chất, mà chỗ ở nói chung là nó thiếu quá nhiều điều kiện. Thành ra bây giờ họ nằm như vậy, rồi nhà họ nghèo, rồi thường thường người ta nói nhà nghèo sanh con thảo,
rồi đó. Chắc nghèo sanh nhiều con Thảo. Con Thảo là cái con nó tên Thảo chứ không phải là nó có tánh Hiếu Thảo đâu quý vị. Nhiều khi giờ là quý vị nghe mình phải nhớ, nghe phải hiểu rõ quý vị. Và đó thì quý vị biết đó, chúng tôi những người đó, đó mà bây giờ họ lại họ đó, họ nằm chỗ, họ nằm chỗ rồi con cái của họ đó hình như là hầu như là có một hai đứa gì đó nó nhớ rồi nó cho, nó cho chút đỉnh gì ăn thôi, nó cho chút đỉnh gì ăn thôi. Nhưng mà quý vị biết đó, nói ra cũng rất là buồn, nói ra cũng rất là buồn. Những cái lúc đó, mà họ còn đi đứng được đó, à, thì họ đi, thí dụ như là à, họ đi làm việc cho, họ đi làm cái chuyện mà cho mấy ông nhà giàu á, à, mấy ông nhà giàu á, quý vị biết ở bên Việt Nam có mấy nhà mà giàu á, họ chờ gái mình á, mình thấy mình nhìn thấy ghét lắm người, có nghĩa là họ mua những cái con chim về họ nuôi á, à, họ mua những cái con chim về họ nuôi á. Rồi những cái con chim đó, nó quý. Rồi mỗi lần á, họ đem đến cái đồng ruộng hay là một cái khu rừng nhỏ nào đó, thì những cái con chim đó nó á, thì những con chim mái hoặc là những cái con chim trống nó sẽ bay đến, à, nó sẽ bay đến. Thì trong cái lúc mà những cái người mà đang già nằm bệnh này nè, là họ hồi lúc mà họ rảnh thì họ đi với mấy người nhà giàu đặng cầm lòng chim đồ dùng, cầm lòng chim đồ dùng. Thì trong cái mỗi lần đi đó thì quý vị biết rằng được người ta dẫn đi uống cà phê hoặc là dẫn đi ăn một bữa. Rồi với là Việt Nam, quý vị, Việt Nam mình là coi như là ham cái hào nhoáng ở bên ngoài. Ví dụ như giờ mình đi theo cái ông đó nha, ông đó là đại gia, cái mình cầm lòng chim cho ổng, cái mình được lên cái chiếc xe hơi mình ngồi với ổng, cái đi đến chỗ đó cái người ta nói ồ hôm nay mình đi với đại gia nha. Hoặc là quý vị biết không, ở bên Việt Nam á, những cái người nào á mà được ngồi ăn hay là được ngồi ăn với những người mà làm lớn nữa quý vị, là quý vị biết rằng là những người đó người ta chụp hình lại, à, người ta rửa ra, người ta để người ta mừng lắm quý vị. Ngay cả ở trong tu sĩ quý vị biết không, chúng tôi thấy có nhiều người mắc cười lắm quý vị ơi, có nhiều vị cũng mắc cười lắm, là coi như là chụp hình mà được chụp hình chung với một cái người nào làm lớn á, là họ mừng lắm, họ rửa ra họ trân trọng, họ tìm chỗ, họ quý vị, họ mừng cái điều đó lắm. Mà tại sao mà chúng tôi nghĩ rằng là ví dụ như cái điều đó mình thấy đâu có gì đâu mừng quý vị đó. Thì trở lại cái câu chuyện của hôm nay, thì có lẽ ở trong mấy cái đề tài này đó, cũng sẵn nhân cái dịp này chúng tôi cũng tâm sự quý vị. Mình nhìn có những cái chuyện mình không thể nói được, à, mình không, như là mình không biết mà nói cho ai nghe hết đó. Thì quý vị thấy rằng đó, một cái người mà người ta được đi với những cái người mà giàu có để mà như là gần gũi họ đó, rồi đi vậy thôi về chứ họ không có phát lương gì hết, không có phát lương, không có cho đồng nào, không có cho đồng nào, chỉ được ăn nè, được ăn, thí dụ như được ăn ở trong những cái quán nó có tiếng nè, ngồi uống cà phê hay là uống bia trong những cái quán sang trọng nè, rồi đi trên những cái xe sang trọng thôi, vậy là đi về. Nhưng mà tới ngày hôm nay á, là quý vị biết rằng là vừa bệnh và vừa đói, mà những người đó không cho cái gì hết, mà quý vị biết người ta tập trô, người ta nuôi cái gì, nuôi chim nè, nuôi chó nè, đó. Thành ra quý vị biết rằng là cuối cùng thì ai giúp những người đó, thì bà con cũng những người mà thiếu hụt, thiếu trước hụt sau, người ta giúp thôi chứ không ai giúp hết đó. Thậm chí quý vị thấy rằng đối với bản thân của chúng tôi ở chùa cũng vậy, những người đó chúng tôi biết hết, biết nhà họ hết rồi, khi nào có Phật tử người ta phát tâm, người ta ủng hộ,
gạo, mì gói đến những cái người nghèo. Chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi lén lút vừa âm thầm mà vừa lén lút như quý vị, âm thầm lén lút nhờ người nào kín miệng chở những phần quà đó đến nhà, đến nhà của những người đó cho, nói của chùa cho cũng được, hay là của ông đó cho cũng được, của bà đó cho được, nói ai cho cũng được, nhưng mà âm thầm và lén lút. Tại quý vị biết tại sao không? Nếu mà nói lên đó, là quý vị biết rằng họ ào ào vô, họ hay lắm quý vị. Trời, họ sắp xếp người họ lên là họ kêu cửa mình, họ ngồi đó họ nói hoài, nói từ sáng tới trưa luôn, họ nói hoài, nói chừng nào mà tới, chúng tôi nói chừng nào tới 2 giờ. Khi mà tới 2 giờ đó là coi như là tự động người ta sẽ rút đi thôi. Đó, thành ra đó nhắc đến cái chuyện mà nói dối, nhắc đến cái lời nói dối đó, chúng tôi gặp rất là nhiều, chúng tôi gặp rất là nhiều. Mà nếu mà quý vị mà kêu mà chúng tôi kể về những cái người nói dối, thật sự ra là chúng tôi khỏi coi ở kinh điển, khỏi coi ở trong kinh điển, chúng tôi nói về ở trong cái đời sống thực tế thôi, ở trong cái đời sống thực tế thôi. Quý vị biết đến thậm chí mà chúng tôi nói những cái người đó họ không biết một câu gì về thiện, họ không biết một cái, quý vị kêu họ nói cái lời dạ thưa, hoặc là họ nói những cái lời mà nghe nó thiện, thánh thiện xíu, họ không biết. Mà chúng tôi nói với những vị sư trong chùa, nói những cái bà này nè, giờ mấy sư không tin á, mấy sư kêu á, giờ tôi cho cô một thùng mì gói nè, cô kể cho tôi á là không một là con gì, không hai là con gì, không ba là con gì, không bốn là con gì, không năm là con gì, là họ kể đủ 12 con giáp á. Tài xỉu hay chẳng lẽ rồi là họ làm hết, họ làm được hết quý vị. Chứ quý vị biết chúng tôi vô tu hồi xưa, chúng tôi ở gần đó, thành ra chúng tôi nhớ hết trơn à. Không một con cá, không hai con ốc, không ba người chết, không bốn con công, không bốn con công, không năm con trùng, không sáu con cọp, không bảy con heo, không tám con thỏ. Đó, ở đó chúng tôi ở gần những người đó là chúng tôi biết hết trơn rồi quý vị. Đó, thì những cái đó là họ lên họ kể là không bao giờ họ kể coi như là họ kể là coi như là quý vị nghe là quý vị ớn hồn. Xỉu chủ chẳng lẽ là tài xỉu gì cũng biết hết rồi. Bây giờ qua đến cái về cái sự nên tránh uống rượu, nên tránh uống rượu, thì thật sự ra đó, đối với cái uống rượu á, cái nó cũng là một cái cửa bại phong. Hên họ chưa xin số. Không biết quý vị biết không, chúng tôi nói thiệt chứ quý vị nha, bây giờ nếu mà nói về những cái kinh nghiệm này, chúng tôi cái kinh chúng tôi nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều mà đến nỗi mà ma mà nó nói dốc mà chúng tôi còn nói cho người ta nghe đó, chúng tôi còn nói cho người ta nghe đó là hôm nay nó nói dốc. Quý vị biết không, hồi bữa mà quý vị biết đó, chúng tôi nè, sư Quy Niệm nè, và một vị sư ở chùa nữa đang tụng kinh cho cái người đó bị ma nhập. Quý vị biết cái con ma, cái người đó mình đang tụng nghĩa cái nó nói sao quý vị không, nó nói 47 47. Cái chúng tôi mới nói nè, đã làm ma mà còn nói dốc ha, làm ma còn nói dốc nữa là mai mốt mà nó lúng thêm một tầng nữa, bây giờ đó mà nó lúng thêm một tầng nữa. Thì khi mà chúng tôi tụng kinh xong á,
là chúng tôi mới nói những người xung quanh đó, là tại vì chúng tôi biết những người xung quanh là toàn là danh số đề không mà nghe mấy cái đó thấy lắm. Chúng tôi nói hồi nãy mà nó dốc nha, không có đánh nha, không có đánh theo nó nha, đánh theo nó là chiều thua chết luôn đó nha. Chưa biết không, chiều người ta chạy lên ta nói chúng tôi công nhận sư hay, sư biết ma này nó dốc, chiều nó không có ra con số gì 47 ở trong cái lô sổ số nó cái chúng tôi nói con ma nào mà nói thiệt đó, chúng tôi biết con ma nói thiệt, con ma nào nói dốc đó, thì chúng tôi biết nói dốc, là chúng tôi đã nói rồi đừng có đánh thù đáng chịu. Người biết đến nỗi ma mà chúng tôi còn biết nói dốc hay là nó nói thiệt nha quý vị. Thành ra quý vị biết không, khi mà chúng tôi đang tụng á, cái nó nói sao quý vị không, hơi con khỏe rồi, con về nhân sư. Chúng tôi nói á, là cái người đó đó là con ma nó chưa có sức, nó xạo nó làm bộ, nó nói với chúng tôi vậy đó. Nhưng mà bây giờ mấy sư mệt quá rồi, chưa ăn cơm xong rồi nghỉ, chưa có nghỉ trưa gì hết đó. Tối ngày nó tụng thì biết cũng mệt quá rồi, thành ra bây giờ nghỉ đi ha, tạm ngưng đi rồi mai chiều tối hoặc là ngày mai sư khỏe sư tụng cho nha. Đó thì quý vị biết là ngày mai chúng tôi khỏe, tối nó quậy, là nó quậy cái người nó nữa, thành ra người nhà người ta ôm lên xe, người ta chở lên chùa, và chúng tôi lúc đó chúng tôi tụng nhà tụng. Khi mà ma đó nó xuất ra rồi đó, thì quý vị thấy không, cái người nhà nó đó, cái người mà bị nhập á, là người ta ngồi lại, người ta từ tốn, người ta bẽn lẽn, có nghĩa là giờ người ta không biết cảm ơn mình bằng cách nào, rồi người ta cảm ơn từ từ xong rồi người ta mới đi về đó. Thì chúng tôi mới nói thấy không, hồi trưa là nó nói thôi con khỏe là sư con về, còn giờ quý vị thấy không, khi mà ma nó hết nhập rồi đó, thì có người ta nó từ từ nó bẽn lẽn, nói chung là người ta cũng như người ta muốn cảm ơn mình, nhưng mà người ta cũng ngại ngùng, không có cái gì để cúng để đáp trả lại mình rồi, mà bây giờ đi về không vậy đó, thì thấy người ta kỳ này đó, người ta nó có vẻ là mình có liêm sĩ, có như là có cái tình người, có cái tánh người. Còn hồi trưa thì nó nói thôi con khỏe là sư ngủ, con về con khỏe là đó. Thì quý vị biết ma mà nó xạo như ma mà đó. Đó, thành ra quý vị biết rằng là lúc do mình làm biết mình quen rồi quý vị, mình nhìn biết mình quen, mình nhìn biết mình biết cái người nào mà nó nhà con người mà ma nó còn ở trong đó, nó còn nhập, nó còn dựa ở trong đó, rồi mình nhìn những cái người nào mà mình biết. Quý vị biết thậm chí mà có những người á, chúng tôi đi đến gần chúng tôi á, chúng tôi thấy cái tinh thần của người đó yếu thật sự ra đó. Nếu mà muốn thì là mình những cái người đó mà người ta mà đi đến cái chỗ nào mà nó vắng là nhầm cái chỗ đó, có những người ta chết quen rồi đó, ví dụ như ra giặt đồ hay là cái gì đó, tự nhiên bị ai bị cái trái gì anh rụng xuống cái mình cái mình rớt xuống sông cái mình chết đuối ở dưới đó, có những cái chỗ người ta chết quen đó. Những cái người mà cái tinh thần yếu là đó là nó dễ dựa, mà chúng tôi lặp đi lặp lại cái câu này, tại sao mà ma nó dựa, nó nhập vô mấy người nghèo không, nó không chỉ nhập vô những người mà giàu có đó, những người giàu có đang mình tụng lần mà mình ăn tới tháng nữa việc, còn nhập vô mấy người nghèo tụng xong rồi cảm ơn sư về. Đó, không biết là nó mới ngộ vậy đó. Thôi bây giờ ráng qua đến cái giới mà về cái điều mà uống rượu là cũng là một cái điều mà nên tránh. Là tại sao quý vị? Tại vì á, đối với thật sự ra đó, quý vị thấy rằng á, khi mà mình uống rượu á, nó có cái tác dụng á, là nó sẽ làm cho mình là trở thành cái người thiếu trí. Mà nói về cái giới uống rượu á, nó cũng rất là nặng. Nó rất là nặng. Là tại sao quý vị? Tại vì á, nếu á mà mình mà uống rượu nhiều quá đó, ngay trong đời sống này á, mình tu tập mình không thể nào mà mình chứng đắc được thiền định.
chỉ trừ khi mà khi nào mà mình là một cái vị mà coi như là một cái vị mà như là giống như là những cái vị a la hán một kiếp chót, a la hán kiếp chót đó, đó thì những cái vị đó, đó là coi như là người ta nhìn thấy một cái điều gì người ta từ bỏ ngay, người ta từ bỏ ngay, thành ra người ta mới tu tập mới chứng đắc được. Còn đối với chúng ta mà không đủ duyên lành, có nghĩa là ba la mật của chúng ta là quý vị quán sơ, là quý vị biết rằng là ba la mật của mình không có đủ rồi. Bây giờ đó quý vị nghĩ đi, quý vị ngồi quý vị mà chỉ cần suy nghĩ sơ qua thôi, mình á ba la mật mình nhiều không? Bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, rồi tinh tấn, kham nhẫn, đồ này kia đó, mình thấy mình có ở trong tâm mình không? Có chút chút à, có chút chút à. Thành ra mình nhìn là mình biết ba la mật của mình nó rất là yếu, rất là mỏng. Mà những cái người mà yếu về ba la mật của mình nó mỏng lắm. Thí dụ như là những cái pháp mà những cái xuất gia đó, xuất gia có nghĩa là mình xuất ly khỏi phiền não á, cái ba la mật đó mình cũng yếu vì nè, cái ba la mật đó mình cũng yếu nữa. Thì cái ba la mật này mà nó yếu á, mà mình với những người uống rượu, à, gần với những người uống rượu, thì coi như là mình dễ xâm nhập, rất là dễ xâm nhập. Quý vị nghĩ đi, bây giờ ha, bây giờ mình à, sau một ngày làm việc rảnh rang, sau một ngày làm việc thu hoạch được tài sản, cũng như là thí dụ như là mấy người à, thí dụ như là mấy người mà người ta làm à, làm cho công ty á, thì hôm nay là lãnh lương. Còn mấy người mà làm theo thì à, coi như hôm nay là làm được nhiều khách à, rồi được nhiều tiền tiếp đi à, nhiều khách nhiều tiền tiếp rồi đi, phải không à, thí dụ như trăm mấy chục đô phải không? Rồi giờ mình à, bạn bè thân gặp lại nhau, một người thì hôm nay vừa lãnh lương, rồi một người thì à, hôm nay thì làm được có nhiều cái tiền tiếp đi trong cái ngày hôm nay à, rồi à, mấy người kia thì à, cũng xong công việc rồi có tiền, mà toàn là ba bốn người này toàn là bạn thân với nhau không à, bạn thân với nhau không? Rồi giờ đó, một người đó thì biết nấu ăn ngon ha, rồi một người thì biết cái cách để mà pha chế dọn lên đồ này kia, thì quý vị thấy rằng bây giờ mà mình vừa có tiền mà mình vừa thân với nhau, mình gặp lại nhau rồi có những món ăn ngon, nhà có những cái món ăn ngon nó vừa theo cái ý thích của mình, rồi với những chai rượu tây mà xịn, hoặc là những cái chai bia mà được ốp lạnh, được ốp lạnh, thí dụ như ở bên Việt Nam này đi, ở bên Việt Nam này mà quý vị thấy rằng cái trời này nè bắt đầu là nắng nó lên nè. Nắng nó nóng nó lên nè, một chút 2-3 giờ trưa nắng nó nóng nó lên nè. Đó thì quý vị thấy rằng nè, thí dụ như một dĩa thịt bò mà xào với dưa chuột rồi với cà rồi này kia, rồi một chén nước tương dầm ớt để ở đó, rồi như vài ba lon mà Heineken, đó quý vị thấy bài ra vậy đó. Thì làm sao mà hỏi quý vị làm sao mà người ta nhịn được, làm sao mà người ta nhịn được? Quý vị biết á, cái những cái người phụ nữ á mà chỉ cần mà nhấp vô, như nhấp vô một hai cái hộp bia như là ngồi chơi như vậy, chúng tôi nói với quý vị á, bảo đảm 2-3 lần là ghiền liền, 2-3 lần là ghiền liền, là coi như là cái lần đầu á, thật sự là những người đó quý vị dễ lắm quý vị. Cái người đàn ông thì ghiền nói gì rồi, à, cái người đàn ông ghiền không nói gì rồi, nhưng mà nói về người phụ nữ nè, nó nói về cái người phụ nữ nè, là quý vị biết chừng 2-3 lần là người ta ghiền liền đó. Mà hãy mà người ta ghiền rồi đó thì quý vị khỏi bao. À, khỏi cần bao người ta uống, tự động có tiền cũng đi mua uống mà, tự động cũng có tiền cũng đi mua uống à. Thành ra đó coi vậy chứ nó dễ ghiền lắm quý vị à, coi vậy chứ dễ ghiền đó. Giờ quý vị thấy không, mua về bỏ trong tủ lạnh à, bỏ trong tủ lạnh, lát chạy ra uống, lát làm xong công chuyện á
làm xong ví dụ như là nấu cơm hay là chưa làm về xong rồi về nhà ăn cơm đó, quý vị thấy không, lấy ra khui ra làm nửa lon đó, thành ra cái nó dễ ghiền lắm nha. Những cái quý vị mà cái tác hại của nó đó là cái tác hại của nó là cái gì quý vị, từ cái sự uống rượu bia đó là từ cái sự uống rượu bia đó nó dẫn sát sanh, có trộm cắp, có tà dâm, có nói dối, có cái gì nữa cũng có hết, thành ra nó là một cái, nó là một cái chủ chốt, nó là một cái chủ chốt đó. Thì đối với cái sát sanh là sát, xin lỗi, đối với cái sự mà uống những cái chất say này đó thì ngay trong hiện tại mình không gìn giữ được tài sản, mà nhiều khi cái bản thân của mình không gìn giữ được nữa đó. Rồi nếu mà sau này mình sẽ lại làm người thì là cái người thiểu trí, mà cái người thiểu trí thì không có khả năng đắc được đạo quả thắng trí thiền định gì hết đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cái điều nào nó cũng nguy hiểm, là đối với sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cái gì nó cũng nguy hiểm hết. Mà có những người thì người ta nghĩ rằng là uống rượu nó không nguy hiểm. Thật sự nó không nguy hiểm là cái gì? Nếu uống sai về ngủ thì nó không có nguy hiểm, nhưng mà nó là cái nhân mà dẫn đến những đời sống sau chúng ta thiểu trí đó. Vậy thì bây giờ quý vị kiểm lại đi, quý vị kiểm lại đi, coi mà quý vị thấy ai mà người ta càng ngơ đồ này kia đó, là ai mà cứ học mà cứ cà lơ càng ngơ đó, học cái chuyện nó dễ hiểu, không hiểu được á, rất là dễ hiểu, mà mình không hiểu được là mình biết rồi, mình biết rồi, đời trước mình chắc cũng là coi như là đời trước đó là mình cũng đời trước là mình cũng đã từng uống rượu rồi, từng uống rượu bia rồi. Hoặc là quý vị kiểm lại ở, quý vị biết không, có những người người ta nói là xin nói làm sao chứ ba cái đó con đâu có nghiền, con đâu có nghiền, nó là tại vì cái hoàn cảnh của quý vị không cho phép quý vị nghiền. Quý vị bây giờ quý vị đi làm trong công sở mà, quý vị đi làm ở trong công sở, hoặc là quý vị bây giờ trời ơi bệnh ở trong người mình nó đủ thứ bệnh hết, hoặc là những người là bây giờ đầu tắt mặt tối, vừa nuôi chồng nuôi con, rồi nuôi luôn cha mẹ luôn, rồi vừa làm công việc luôn, là coi như là sắn quần sắn áo này không kịp, thì thật sự ra những người đó mình cũng cái cơ hội, cái hoàn cảnh mà bị nghiền á, nó không cho phép, nó không có đến với người đó, nó không có ngó tới người đó. Bây giờ mà thử quý vị coi, mà bây giờ mà mình rảnh thôi, mình rảnh rồi bây giờ đó, bây giờ quý vị thấy không, bây giờ mình đang nghe pháp nè ha, bây giờ ông này ông thiết còn 5 phút nữa là xong nha. Mà bây giờ ở trong nhà mình, giờ bạn mình nó đang xào đồ, nó thơm vậy đó, trời ơi, rồi mình tưởng tượng nó những chai bia mà nó đang để trong tủ lạnh, nó lạnh lạnh vậy đó, đó, mình nghe pháp xong mình còn mấy phút nữa là xong rồi, bắt đầu là súng xuống dọn ra nha, đó, thì quý vị nghĩ đi, làm sao mà mình chỉ tham dự chừng một hai lần thôi là coi như là mình nghiền liền, chỉ có thì những cái chuyện mà nghiền rồi đó quý vị biết không, là chỉ có ông bác sĩ ông trị mới hết thôi, ông hù mới hết thôi, còn tu sĩ hù không hết đó. Khi mà đã nghiền rồi thì quý vị thấy rằng là chỉ có ông bác sĩ thôi. Chúng tôi ở chùa chúng tôi gặp những người này nhiều lắm, hỏi lúc này chú nhậu hả bác sĩ, nói gan chuẩn bị qua sơ gan rồi sư, qua sơ gan rồi thôi lên chùa thắp nhang chứ không có dám đi vòng ở ngoài ngay chỗ quán bia đó, là coi như là bác sĩ mà khám bệnh là chuẩn bị chuyển qua
gần sắp sửa chuyển qua sơ gan, là coi như là tự nhiên ông đó ông phải tìm cái chỗ ông lui tới, ví dụ như lui tới chùa thắp nhang gặp sư rồi hỏi vài câu, rồi chào hỏi vài câu rồi này kia đó, anh tránh được cái thời gian mà cái thói quen của mình trong cái thời điểm này mình ưa đi đến một cái chỗ nào đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là ghiền là cũng khó bỏ lắm nha. Đó, thành ra nếu mà chúng ta thấy được là cái tai hại, chúng ta mà thấy được cái tai hại đó là những cái tai hại đó thì chúng ta sẽ tránh thôi, tự mình sẽ cố gắng mình tránh thôi. Chứ thật sự ra đó là con người của chúng ta mà gặp những cái thứ này, quý vị biết rằng là đối với những cái dục lạc là mình khó lắm quý vị. À, thật sự ra không có, trên đời này quý vị thấy không có ai hay hết á. À, trên đời này không có ai hay hết á. À, có nghĩa là do một người á, thì coi như là nó tả tơ rồi, bắt đầu là mình mới ngừng lại được, mà mình mới ngừng lại được quý vị. Chứ còn á, có người á, là do người ta có một cái hoàn cảnh, người ta có một cái hoàn cảnh nó quá tốt, mà nó quá tốt đó, thành ra quý vị thấy rằng nó quá tốt, thành ra người ta ít khó có bị vướng vào đó. Hoặc là có những vị có những vị thí dụ như là đối với trong những cái pháp ba la mật á, là cái xuất gia ba la mật á, có nghĩa là xuất ly á, là người ta mạnh, là người ta mạnh, thành ra đó người ta dễ khước từ những cái dục lạc của thế gian. Còn đối với mình, quý vị thấy không, ở trong đây á, tất cả chúng ta đều dính hết. Bây giờ á, có những người ta không có dính về những cái dục lạc khác, thì nó có ít, nó có tệ lắm, thì mình cũng, thí dụ như người phụ nữ thì cũng dính mắc về cái sự trang điểm, cũng dính mắc về nước hoa, hoặc là trang điểm, rồi có những người này người kia người ta dính mắc về những cái khác. Ví dụ như người ta thích coi phim đồ này kia đủ thứ hết. Đó, thành ra chúng tôi mới nói rằng là ở trong cái cõi dục, ở trong cái đời sống mà mình đang tu tập nè, nói chung là ngày hôm nay mình tu được là do mình có được cái duyên lành, rồi mình có được cái trong cái đời sống cái sự tu tập mình đó, nó phát ra cái sự quan hỷ. Thành ra mình tu tập được, mình giữ được. Còn những người khác á, là do người ta, cái xuất gia độ của người ta đó, cái ba la mật của người ta đó, nó yếu. Thành ra người ta sẽ dễ dính mắc mà với những cái dục lạc của thế gian. Thành ra mình nhìn những người đó, đó thì mình thấy rằng là tội nghiệp họ. Đó, nên mình không có cái sự cũng như là phỉ báng hoặc là ghét vân vân, thì như vậy đó thì chúng ta mới có gọi là chúng ta có cái tâm từ tâm bi đó, rồi chúng ta thấy rằng là coi như là mình chỉ là cái người ráng cố gắng để mà mình tu tập, mình tránh xa những cái điều này là mình không nên làm. Nói về sáng sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, những cái điều này mình không nên làm. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ ngưng ở cái phần này, để kỳ sau thì tiếp tục nói về cái chuyện mà nói chia rẽ nè, nói chia rẽ, nói về cái khẩu nghiệp nó cũng ghê lắm quý vị, nói chia rẽ, nói độc ác nè, nói lời vô ích nè, đó là kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần đó. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và cũng xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người vừa triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đại Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên
người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Khắc Bà, Ngã Quỷ Atula, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Hoạch Phục Bài, Chư Thiên Chúa Dương Dương, cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan thị họ lãnh này để được an lạc lâu dài. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Và con xin kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ Sư Pháp Tính, con xin kính lãnh lễ Thượng Tọa Chí Tâm, con xin kính lãnh lễ Sư Nguyên Thông, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Sư Pháp Tính đã rất là bận biểu công việc mà vẫn vào Zoom để giảng cho chúng con bài học tối hôm nay. Dạ con cũng nghe nói sơ sơ là Sư Pháp Tính sắp đại diện Việt Nam của mình đi qua để mà trùng tu Kinh Tam Tạng ở bên Ấn Độ. Sư có thể vài nét để nói cho tụi con biết tình hình như thế nào rồi không bạch sư? Con biết là sư bận mà xin sư có vài phút, rồi chừng nào sư đi, rồi chừng nào sư về dạy lại được bạch sư. Dạ con xin kính thỉnh Sư Pháp Tính ạ. À. Dạ, mà sa thú lần thai. Kính lễ tính Chư Tăng, kính chào đại chúng. Hôm nay thì hôm nay âm lịch là 21 âm lịch, tại vì sắp sửa tới cái mùa lễ dân y đó. Cái mùa lễ dân y chúng tôi phải nghỉ dạy rồi, nghỉ giảng rồi. Trong cái mùa lễ dân y suốt đó một tháng là coi như là đi lễ dân y, thành ra cái công việc nó nhiều nên buổi sáng không vào giảng được. Rồi cho đến ngày 24 tây tháng 11 thì chúng tôi phải qua Ấn Độ, để chuẩn bị cho cái kỳ tụng Tam Tạng ở bên Ấn Độ, ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng. Những năm trước là 30 tháng 11 chúng tôi mới đi, nhưng mà năm nay là do Việt Nam đứng ra đăng cai, Việt Nam đã tổ chức tại Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, thành ra phải đi qua bên đó sớm, trước đó 10 ngày. Mà chúng tôi hẹn lại với ban tổ chức là chúng tôi qua sớm trước đó một tuần lễ, có nghĩa là 24 tây đi. Thì sẵn nhân dịp ở đây thì chúng tôi cũng thông báo cho quý vị biết, nếu mà năm nay ai có đủ duyên thì chúng ta đi qua Ấn Độ. Tại vì năm nay Việt Nam mình đứng ra tổ chức, có nghĩa là Việt Nam mình đứng ra sẽ lo hết về tất cả cái chuyện tụng kinh và sắp xếp tiếp trước tất cả nước đi đến, rồi toàn bộ cái phần tiền ăn của mấy chục ngàn người một ngày như vậy thì Việt Nam mình cũng lo. Thật ra thì quý vị biết rằng năm nay thì tất cả các nước người ta đang chú tâm về Việt Nam, nhưng mà nói tiếng Việt Nam thì thật sự ra chỉ có chúng tôi thôi, chúng tôi và cô Liệu Pháp thôi, với những vị sư mà chúng tôi đã mời vào để mà phụ giúp, thì tất cả các nước người ta đang coi như là người ta vừa hoan hỷ mà người ta vừa đang rung, tại người ta rung lắm quý vị. Người ta không biết rằng là chúng tôi làm có thành công hay không. Bây giờ chúng tôi kể ra cho quý vị sơ sơ thôi mà tại sao người ta rung. Một ngày tiền ăn ở bên đó đó, nè. Cái chuyện nước mình cũng có. Hồi đó giờ không có ai ủng hộ quý vị. Thật sự ra chỉ có người tu ủng hộ người tu thôi. Bây giờ chúng tôi kể ra quý vị nghe mà tại sao mà tất cả các nước người ta đang rung. Nhất là ở trong những cái người mà coi như là tổng
tổng thí đồ ở bên cây hội chí bí tá cá, nói chung là giờ người ta đang rung lắm quý vị. Tại vì một ngày ăn là 12.000 đô mà chúng ta có đó, chúng ta có 11 ngày ăn đó quý vị, nhân đi 12.000 đô mà nhân cho 11 ngày ăn, thì là bao nhiêu tiền rồi? Thì rồi cái tiền bông hoa đó mà mình trưng ở bên đó, đó mình trưng bông đó quý vị, mà suốt 12 ngày đó, suốt 12 ngày đó thì cái tiền bông đó là nó ít nhất đó, nó là phải 30.000 đô. Rồi cái tiền vé đó, những cái vị tư rồi xung quanh người ở đây mình đi qua đó, nằm ở trong cái ban tổ chức đó, ví dụ như chúng tôi với các vị sư đồ này kia đó, thì quý vị tính ra nó là cũng mười mấy người rồi, là coi như là toàn bộ hình như là tính bằng tiền hết. Thì nhưng mà để cho người ta rung chơi vậy thôi, chứ thật sự ra đó thì chúng tôi cũng tính toán hết rồi, cũng có thể là sẽ làm được, cũng đạt 70-80% rồi đó. Thành ra chúng tôi nói lên cái điều đó, thành ra cho quý vị biết rằng là cái lý do tại sao mà người ta rung, ta thấy quá nhỏ bé. Thật sự ra đến giờ này đó thì nếu mà quý vị mà có nói ra đó, quý vị có nói ra với bất cứ người nào đó, thì người ta nói ôi mấy vị đó làm không có nổi đâu. Quý vị sẽ bây giờ quý vị gặp một cái người nào đó, quý vị nói năm nay chúng tôi đứng tổ chức đồ này kia, thì quý vị sẽ nghe được cái câu là ôi sự đó làm không nổi đâu, tại làm vậy đó. Thành ra chúng tôi biết rằng là mọi người bây giờ là nghĩ rằng là không nổi. Chúng tôi cũng vẫn để cho giống như là cuối cùng tới giờ xấu xấu mình mới biết kết quả. Đó là cái thông báo rồi. Thành ra quý vị năm nay ai mà có đủ duyên lành thì mời quý vị đi về Bồ Đề Đạo Tràng cái ngày khai mạc là 2 tây tháng 12 và kết thúc là 13 tây tháng 12. Quý vị nào có đủ duyên lành thì mời quý vị về tham dự ha. Dạ, bây giờ xin gỡ mic lại cho vị Phật tử MC Như nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con nghe nói vậy là chắc là bây giờ cho tới cuối năm hoặc có thể là đầu năm sau tụi con mới được gặp lại sư để sư dạy học rồi. Dạ, tụi con kính xin chúc sức khỏe sư. Sư ráng giữ gìn sức khỏe. Con biết là sư rất là giỏi, công việc thì sư cũng lo đâu ra đó hết, nhưng mà cũng chúc sư thường lộ bình an, đi về may mắn bạch sư. Và thời gian bây giờ cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Minh Thông thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin kính thỉnh sư ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanupavena sada sauti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanupavena sada số thi và vàng tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Minh Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Dạ đề qua ta san ti vi ha ra qua si ni thu bê ca rê bô thi ca rê ta hân ta hân ta tham ma đà nê na pa văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đà lê thế ra cha mắt cha và ca cha phân ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha e sa ra sắp pa na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da vô papaka ni ya ni căn tham ma hòa răng pa tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ răng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bung ga la sang khô khô tu sang mắt gô văn thà ya cha hi ta ya cha âm hề răng kha tu san thầm mô sắp bê thầm ma cha vi nô vô thân sầm ba bù này ma thầm ma ri yam ba quê chị tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám nề buồn nhằn à sa vắt khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con trong sạch từ đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày lai. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ năm và cũng là sáng thứ sáu ở bên Việt Nam. Chúng ta lại được học về Kinh Mi Tiên Vấn Đáp của sư Nguyên Niệm phụ trách giảng dạy. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.